Minh hãy xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 247 được phát sóng vào thứ Bạn tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, viêm lộ tuyến của tử cung là một căn bệnh rất phổ biến ở phụ nữ. Đặc biệt, nó xảy ra nhiều và nặng đối với phụ nữ trong độ tuổi có quan hệ tình dục và sinh nở với các triệu chứng rất khó chịu nhưng mà viêm lộ tuyến của tử cung nếu như mà không được điều trị dứt điểm thì sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến với sức khỏe của chị em phụ nữ, gây nguy hiểm đến khả năng mang thai, quá trình nuôi dưỡng thai cũng như là ảnh hưởng đến quá trình sinh đẻ tự nhiên, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em bé và người mẹ. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Thái Hà, nguyên trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Từ Dũ sẽ chia sẻ với quý vị về vấn đề này. Xin chào bác sĩ. Xin chào Nguyên Khang và chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Ủa chị Ủa, Chị đi đâu vậy Chị đi khám thai hay là khám phụ khoa Chị đi khám phụ khoa đó em Khổ ghê á Chị lấy chồng hơn một năm nay á Mà chị bị viêm lột tuyến cổ tử cung Nên thả hoài mà không có dính bầu rồi đi vô khám á Thì bác sĩ bảo á là chị bị viêm lột tuyến cổ tử cung Nên khó có thai Ủa Viêm lộ tuyến cổ tử cung mà cũng là mình khó có thai nữa hả chị? Đúng rồi em Bác sĩ nói là do mình vùng kính mình bị viêm nhiễm á cho nên nó tiết dịch ra nhiều hơn thì nó làm à, giảm cái quá trình mà di chuyển của tinh trùng á dạ. rồi á, độ pH của không có thuận lợi á cho nên nó, nó sẽ làm hao hụt tinh trùng không có dẫn tinh trùng đến gặp trứng được mà nếu có bơi vào gặp trứng được á thì nó cũng không đảm bảo đủ số lượng á để mà mình thụ thai giờ chị đang buồn quá à. ủa mà em vô đây làm gì ngày trước em cũng bị trang chị gì đó Xong rồi em đi khám và điều trị rất nhiều luôn Nhưng mà nó chỉ giảm thôi chứ không có hết hẳn chị ơi Nhưng mà sau đó em lên mạng đọc nhiều lắm Xong rồi em có quen một bà chị nha Chị ấy cũng bị giống em vậy á Viêm lộ tuyến cổ tư cung Nhưng mà chị ấy không sao hết Vẫn có bầu và sanh em bé bình thường Đến khi sanh xong á, rồi chị ấy mới là đốt diệt tuyến điều trị Nên là em thấy vậy em làm theo luôn Sanh em bé xong đi rồi tính <laughs> chờ thì tháo hoài mà không có bầu được một phần thì chị cũng sợ Tại vì cái này nếu như mình điều trị không hết không dứt điểm thì nó sẽ bị ảnh hưởng mà nếu như mình đang bị mà mình mang bầu thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình mang thai cũng giống như là sức khỏe của em bé cho nên chị là định là điều trị dứt điểm rồi mới có thai mình phải chuẩn bị một cái tổ thật tốt cho con mình thì con mình mới phát triển khỏe mạnh được em ạ Ngày trước em cũng giống như chị vậy đó Thì cũng đi khám, đi điều trị rất là nhiều luôn Bác sĩ thì cũng cảnh báo nhiều về nguy cơ với lại tình huống xấu nhất cho em rồi Nhưng mà kiểu em ham con quá Với lại em ngán nữa ừ. Nên thôi em làm liều Nhưng mà chị em nghĩ là chắc uh, bác sĩ nghiêm trọng quá Chứ cũng là nguy cơ thôi mà Cái chị kia không sao thì chắc chắn chị em mình cũng sẽ không sao đâu Nên là em thả bầu chị mà em cũng vậy lắm nha cả ừ. mới 3 tháng là dính luôn ừ. <laughs> nhưng mà thật sự luôn là từ hôm đó tới giờ không có tuần nào là em không đến bác sĩ hết nhưng khám thai thì ít chứ khám phụ khoa thì nhiều mấy cái triệu chứng của phim lộ tuyến cổ tử cung á chị nó ra dịch nè nó ngứa ừ. rồi em lại đau bụng bất thường nhiều khi ra máu nữa nên em sợ lắm thôi đi khám cho chắc Thôi <laughs> cái bệnh viêm lộ tuyến của tử cung này á là bình thường đã mệt rồi mà bây giờ em còn có bầu nữa thì nó còn mệt hơn nữa dạ biết chị được đó em không làm liền đâu chị cứ chữa trị hết đi rồi mình thả bầu cũng không sao ha chứ bây giờ em cứ nôm nớp lo sợ hoài mà bác sĩ cũng cảnh báo em rồi đó nguy cơ sinh non khá cao với lại là nhiều tình huống xấu xảy ra lắm sinh khó nè rồi sẽ nguy hiểm hơn các mẹ khác rất là nhiều. Ảnh hưởng đến con mình đó chị. Trời ơi, em nói xong xong mà chị lo lắng quá. Chị quyết tâm là phải điều trị dứt điểm viêm lộ tuyến của tử cung này mới được. Xong rồi chị mới sinh em bé. Mà không biết có cách nào điều trị vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả không vậy? À, thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên thì xin được phép hỏi bác sĩ đó là đâu là những dấu hiệu cho thấy là người phụ nữ ấy đang bị mắc bệnh viêm lộ tuyến của tử cung? Và vì sao nếu không điều trị kịp thời thì căn bệnh này nó lại gây nguy hiểm. Và như trong cái trường hợp này thì nhiều người cũng thắc mắc à, giống như là hai à, nhân vật trong tình huống là tại sao khi mà bị viêm lỗ tuyến của tử cung thì à, người bệnh, à, đặc biệt là phụ nữ sẽ bị khó mang thai. Viêm lỗ tuyến cổ tử cung có nghĩa là cái tình trạng viêm nhiễm nó xảy ra tại cái cổ tử cung và cái cổ tử cung này nó lại đang bị lộ tuyến mới gọi là viêm lộ tuyến cổ tư cung à, cái lộ tuyến cổ tư cung có nghĩa là gì cái, cái cổ tư cung bình thường thì nó láng mịn nhưng khi nó lộ tuyến có nghĩa là các cái tuyến ở trong cái kênh cổ tư cung nó lộ ra ngoài nó chiếm một phần hoặc là toàn bộ cái bề mặt của cái cổ tư cung Đấy, và khi bị viêm nhiễm thì nó sẽ làm những cái, cái tuyến này nó tăng cái tiết dịch lên nó sẽ làm thay đổi cái độ ph sinh lý của âm đạo và khi mà nó thay đổi cái độ ph sinh lý của âm đạo như thế này thì nó đây là một cái môi trường thuận lợi để cho vi khuẩn nấm nó tấn công phát triển gây viêm lộ tuyến cổ tử cung và khi chị em mà bị viêm lộ tuyến cổ tử cung thì sẽ có những cái biểu hiện như mình đã nói là cái dịch âm đạo nó ra rất là nhiều và nó có cái màu bất thường và nó làm cho cái vùng kính của chị em có khi bị ngứa rác đau và thậm chí khi mà bị viêm lộ tuyến cổ tư cung mà mình có quan hệ có thể nó sẽ là có thể sẽ bị chảy máu nếu cái viêm lộ tuyến cổ tư cung này mà mình không có điều trị kịp thời mình để lâu thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái, cái sức khỏe và cái uh, hạnh phúc gia đình thứ nhất ai cũng rất là lo sợ đó là nó tăng cái nguy cơ bị ung thư cổ tử cung. Đấy, thứ nhì nữa, mình bị viêm lộ tuyến cổ tư cung, nó sẽ kèm với cái viêm âm đạo, nó sẽ tăng cái tiết dịch ở vùng kính. Và cái dịch tiết này nó sẽ làm thay đổi cái độ pH sinh lý của âm đạo. Và đây chính là cái nguyên nhân làm ảnh hưởng đến cái sự di chuyển và cái sự sống còn của tinh trùng làm cho chị em khó đậu thai khi mà bị viêm lộ tuyến cổ tử cung thì nó thường kèm với viêm âm đạo thế và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình sanh đẻ là vì sao khi bị viêm nhiễm như thế này khi sanh đẻ cái cổ tử cung cái âm đạo dễ bị rách dễ chảy máu và cái vết may rất là khó lành và em bé sanh ra trong cái môi trường nó bị nhiễm trùng như vậy nó rất là dễ bị nhiễm trùng sơ sinh Đấy, và khi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung mà nặng mà mình lại không điều trị kịp thời thì nó sẽ lan ngược lên phía trên gây viêm tử cung viêm ống dẫn trứng buồn trứng đấy và đấy nó sẽ làm tăng cái nguy cơ à, biến chứng xấu nè tăng cái nguy cơ hiếm muộn cho nên là các chị em khi có những cái dấu hiệu bất thường ở vùng kính là nên đi khám ngay để được điều trị kịp thời và nên điều trị dứt điểm trước khi mang thai. Thưa bác sĩ như vậy thì hiện nay có những cái phương pháp nào để điều trị viêm lộ tuyến của tử cung và những ưu nhược điểm của những phương pháp này là gì? Hiện nay thì khi điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung thì là chúng tôi sẽ tùy thuộc vào cái mức độ của viêm lộ tuyến và những cái phiền phức mà cái tình trạng viêm lộ tuyến này nó gây ra cho chị em. Với cái tình trạng mà viêm lộ tuyến cổ tư cung ở mức độ nhẹ và trung bình tức là cái diện tích vùng lộ tuyến nó dưới 2 phần 3 cái bề mặt của cái cổ tư cung chúng tôi chỉ cho thuốc đặt âm đạo để chống viêm tại chỗ và uống kháng sinh nếu cần để chống cái viêm nhiễm lan rộng và chị em sẽ thấy thoải mái hơn sau 7 đến 10 ngày sử dụng thuốc nhưng có một cái nhược điểm tức là điều trị này chỉ gọi là chống viêm thôi nhưng cái tình trạng lộ tuyến nó vẫn còn cho nên cái bệnh sẽ rất là dễ tái phát ở mức độ nặng hơn Tức là cái diện tích vùng lộ tuyến nó trên 2 phần 3 cái bề mặt của tư cung Hoặc nó chiếm hết toàn bộ cái bề mặt của tư cung Các chị em đã đủ số con rồi Đã đặt thuốc và uống thuốc Điều trị nhiều lần Nhưng mà bệnh vẫn cứ tái phát Thì là chúng tôi sẽ áp dụng cái gọi là phương pháp diệt tuyến Có nghĩa là hủy cái tế lớp tế bào tuyến Ở trên cái bề mặt của tư cung Bằng cái cách là à, đốt điện Hoặc là đốt laser hoặc là áp lạnh hoặc là cắt đoạn cái cổ tư cung cái phần mà bị lộ tuyến đó bằng cái dao lếp. cái biện pháp này thì nó cũng cho cái hiệu quả nhanh nhưng mà nó lại có cái nhiều cái phiền phức là sao khi mà mình làm cái thủ thuật này thì chị em phải cử quan hệ trong 6 đến 8 tuần để cho cái vết thương mới nó lành lại cái thứ hai nữa là khi sau diệt tuyến phải uống kháng sinh từ 7 đến 10 ngày để chống cái viêm nhiễm nhưng mà bên cạnh cái chống viêm nhiễm đó nó lại làm mất cái cân bằng cái độ pH sinh lý của âm đạo Đấy, và có những chị em đã được diệt tuyến rồi nhưng mà 3-4 tháng sau thấy bất thường ở dưới vùng kính đi khám lại thấy Ủa sao tình trạng viêm lộ tuyến nó lại tái phát như thế này thứ nhất là do cái cơ địa của chị em thứ nhì là do mình chưa tuân thủ theo các cái hướng dẫn của bác sĩ sau diệt tuyến đặc biệt là sau cái thủ thuật mà diệt tuyến này á tức là mình tạo một cái vết thương mới mà cái vết thương khi lành nó sẽ để sẹo và cái có thể cái sẹo này nó sẽ gây chích hẹp cái cổ tử cung lại gây ứ máu kinh làm cho mình không có kinh được bình thường đau bụng kinh kinh kéo dài và khi mà mình sanh đẻ cái cổ tử cung nó bị cứng như thế này nó có cái sẹo cứng nó không giãn nở ra được nó sẽ cản trở cái quá trình sanh đẻ tự nhiên cho nên cái phương pháp diệt tuyến này không được áp dụng cho các chị em mà chưa sanh con hoặc là chưa sanh đủ số con mong muốn Vâng, thưa bác sĩ, như vậy đối với những trường hợp mà chị em phụ nữ đã mang thai rồi và phát hiện là bị viêm lỗ tuyến cổ tử cung thì sẽ nguy hiểm như thế nào và cách điều trị khó khăn ra sao? Khi mà chị em đang có thai mà phát hiện ra mình bị viêm lỗ tuyến cổ tử cung, tức là nó kèm với cái viêm âm đạo thì chúng tôi cũng chỉ theo dõi thôi, chỉ khi những cái biểu hiện mà nó gây rất là nhiều cái phiền phức cho chị em thì lúc đó chúng tôi mới điều trị. Và khi điều trị thì phần lớn là chỉ có thuốc đặc để diệt cái nguyên nhân viêm tại chỗ. Đấy và không có uống. Đấy và nếu là uống thuốc là phải cái tình trạng viêm rất là nặng. Đấy và kể cả đặt thuốc lẫn uống thuốc cũng phải tùy thuộc vào cái tuổi của thai kỳ chứ không phải lúc nào mang thai cũng uống được lúc nào mang thai cũng đặt thuốc được do đó mà cái quá trình điều trị này nó chỉ là chống viêm tại chỗ thôi cái tình trạng lộ tuyến vẫn còn chưa nói đến là khi mang thai thì cái dịch âm đạo nó sẽ ra nhiều hơn bình thường tăng cái nguy cơ bị viêm lộ tuyến cổ tư cung và khi mà mình mang thai như thế mà mình bị viêm lộ tuyến cổ tử cung thì như mình nói nó thường kèm với viêm âm đạo, như vậy thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị sảy thai và khi sanh đẻ đó thì cái tình trạng viêm này nó sẽ làm cho cái cổ tử cung và âm đạo bở nát, dễ chảy máu, dễ rách, cái vết may khó lành. Đấy và em bé sanh ra rất là dễ bị nhiễm trùng sơ sinh. Thưa bác sĩ, như vậy thì đâu sẽ là một phương pháp để điều trị viêm lộ tuyến của tử cung hiệu quả, không tái phát, tránh diệt tuyến và đặc biệt đối với những chị em phụ tử đang có nhu cầu là muốn mang thai thì làm sao để tránh trường hợp bị viêm lộ tuyến của tử cung ạ? Để điều trị hiệu quả cái tình trạng viêm lộ tuyến của tử cung, tránh phải diệt tuyến thì chị em khi có cái bất thường ở vùng kính nên đi khám ngay để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh và có cái phương pháp điều trị thích hợp và chị em nên tuân thủ thực hiện cái theo cái hướng dẫn của bác sĩ là đặt thuốc rồi là uống thuốc như thế nào bên cạnh đó thì chị em nên kết hợp thành phần imogama và các cái thảo dược như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, nhiếp cá, dây ký ninh để tăng cái hiệu quả điều trị, tránh phải nhiệt tuyến. Lợi ích khi mà mình sử dụng thảo dược là gì? Thứ nhất là nó rất là đơn giản trong quá trình điều trị là chị em mình chỉ cần uống thôi. Đấy. Thứ hai là nó làm cho cái lộ tuyến lành, không để lại sẹo. Và cái này thì nó rất là phù hợp cho những chị em chưa sinh con hoặc chưa sinh đủ số con. Rồi thứ ba nữa là gì? Nó giảm nguy cơ lần thuốc kháng sinh làm cho chị em cũng dễ tránh được cái, uh, cái bệnh tái phát và nó giảm được cái thời gian phải kiêng khem và nó tăng cái sức đề kháng của cơ thể, giảm nguy cơ nhiễm bệnh và viên uống này là thành phần toàn bộ là thảo dược nên chị em mình có thể yên tâm sử dụng lâu dài. Vâng, thưa bác sĩ. Thì vậy thì vì sao mà các chị em phụ nữ khi dùng nữ vương niêu có chứa imugama cũng như là các loại thảo dược thì có thể cắt đuôi hoàn toàn à, viêm lỗ tuyến của tử cung? gamma và các thảo dược như trên nữ hoàng cung, hoàng bá, cổ sâm, giép cá, dây ký ninh, nó giúp chị em cắt đuôi hoàn toàn cái bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung là do nó khắc phục được cái nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng viêm nhiễm này là khi mình bị viêm nhiễm thì cái độ pH sinh lý của âm đạo nó bị thay đổi và cái hệ miễn dịch của vùng kính nó cũng bị giảm. Đấy. Và nó giúp cho cái pH của âm đạo trở về cái trạng thái sinh lý bình thường và tăng cái hệ miễn dịch của cả cơ thể lẫn vùng kính. Như vậy nó sẽ tăng cái hiệu quả điều trị viêm lộ tuyến cổ tư cung với các cái tác dụng như sau. Thứ nhất là nó làm nhanh lành các tổn thương do viêm nhiễm và do lộ tuyến gây ra giúp chị em không phải nhiệt tuyến cái thứ hai nó cân bằng cái độ ph sinh lý của âm đạo như vậy nó sẽ làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh và tái phát và cái thứ ba nữa là nó khôi phục lại cái cơ chế tự bảo vệ của vùng kính làm giảm cái nguy cơ bị viêm nhiễm khi kết hợp với thuốc đặc trị nó sẽ tăng cái hiệu quả điều trị giảm nguy cơ mắc bệnh tái phát và các cái biến chứng xấu của bệnh viêm nhiễm phụ khoa gây ra và đặc biệt nó giảm cái nguy cơ ung thư cổ tử cung và mình cũng xin thêm một ý nữa tức là nó không chỉ có tác dụng trong cái điều trị À, viêm lộ tuyến cổ tử cung mà nó còn rất là hiệu quả trong cái điều trị viêm âm đạo do các cái nguyên nhân khác thí dụ như do tạp khuẩn do nấm rồi viêm phần vụ mãn tính và đặc biệt nữa là nó có thể sử dụng được cho chị em đang mang thai nhờ cái tác dụng là tăng cái sức đề kháng của cơ thể để làm giảm cái nguy cơ nhiễm bệnh khi mình đang mang thai và để tăng cái hiệu quả điều trị thì chị em nên kết hợp là cái dung dịch vệ sinh phụ nữ nó phù hợp có cái độ pH là 46 phù hợp với cái độ pH sinh lý của âm đạo và nó chứa các cái thảo dược như là nano bạc, tinh chất trẻ xanh, tinh dầu bạc hà cho nên chị em có thể sử dụng hoài mà không bị dị ứng. À, thưa bác sĩ, như vậy thì bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên để cho các chị em phụ nữ của chúng ta có thể chăm sóc được sức khỏe sinh sản của mình, phòng tránh bệnh viêm nhiễm phụ khoa cũng như là điều trị viêm lộ tuyến của tử cung hiệu quả để các chị em phụ nữ có thể yên tâm mang thai cũng như là sinh con. Để mà phòng tránh cái viêm lộ tuyến của tử cung và các cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa và chị em mình sẽ hoàn toàn an tâm khi mang thai và sinh con thì trước nhất, cái này hơi tế nhị nhưng mình cũng xin nói chị em nên quan hệ lành mạnh cái thứ hai nữa là luôn vệ sinh vùng kính hàng ngày xin lưu ý là khi mình vệ sinh như vậy mình nên dùng cái dung dịch vệ sinh phù hợp cái thứ ba nữa là chị em không nên mặc cái quần quá dày quá chật nhất là trong thời tiết nắng nóng và lạm dụng cái băng vệ sinh hàng ngày và cái thứ tư nữa chị em mình cũng phải có một cái chế độ ăn sạch, uống khỏe để tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Đặc biệt là mình xin lưu ý chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ, đừng bỏ lỡ tối thiểu 6 tháng một lần. Và nhất là khi mà vùng kính có cái bất thường Và các chị em khi có kế hoạch muốn sanh em bé Thì cũng nên đi khám phụ khoa toàn diện để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời và nâng cao sức khỏe của chị em thì chị em có thể dùng thành phần Imogama và các cái thảo dược như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh để cho tránh viêm nhiễm tránh tái phát lời khuyên của chuyên gia khi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung mà muốn có thai khám và điều trị sớm điều trị tích cực bằng phương pháp thích hợp hiệu quả đảm bảo chuẩn bị tốt nhất cho thai kỳ. Nếu đang mang thai mà phát hiện viêm lộ tuyến của tử cung thì cần khám theo dõi và điều trị cẩn thận, đảm bảo an toàn thai kỳ cho cả hai mẹ con. Bên cạnh việc điều trị Tây y bằng thuốc đặt và thuốc uống, chị em nên sử dụng kết hợp với viên uống nữ phương new chứa immun và các thảo dược chị em nên bắt đầu với liều tấn công 9 viên 3 lần một ngày trong 2 đến 3 tháng, sau đó giảm xuống uống ngày 6 viên 2 lần trong 2 đến 3 tháng tiếp theo. Để tránh bệnh kéo dài hay tái phát, chị em nên sử dụng 1 năm 2 đợt, mỗi đợt khoảng 3 tháng với liều duy trì 6 viên 2 lần một ngày. Để đạt hiệu quả tốt nhất, chị em hãy kết hợp vệ sinh vùng kính bằng xe vệ sinh phụ nữ, nữ phương có pH bằng 4 đến 6 và chứa nano bạc, tinh chất chè xanh, tinh dầu bạc hà trong suốt thời gian chữa trị và sau đó. Ừ. ôi em à em lại đi khám thai hả? ôi trộm vía nha chị thấy bụng em to lên hẳn. <laughs> dạ chị. ủa mà lần này chị đi khám thai hay là khám phụ khoa? đi khám thai đúng không? em thấy chị vui hẳn ra đó. <laughs> ừ đúng rồi đó em chậm vía ba ngày trước á chị thử que lên được hai vạch chị chậm kinh một tuần cho nên hôm nay chị đi khám để thử xem là thai nó vào ổ chưa rồi có tim thai chưa ừ. cả nhà chị vui lắm em <laughs> chúc mừng chị nha mà bác sĩ này bác tay chị ha chị nhớ lần trước mà em chị đi khám chung không ừ. hôm đó bác sĩ kê cho em to thuốc nè rồi vừa uống vừa đặt luôn kết hợp với viên uống nửa vương niêu trong đó có thành phần gamma với các thảo dừa khác nữa em duy trì uống trong vòng một tháng thì các triệu chứng giảm hẳn luôn chị không ừ. còn ra dịch nhiều nè rác thì cũng hết luôn Mà đặc biệt nha, em thấy là em không có đau bụng nữa Mà ra máu thì cũng không luôn Nên là bây giờ bữa nay em đi khám á, Bác sĩ nói là thai khỏe Cổ tiết cung của em cũng bình thường á <laughs> Đó, bác sĩ cũng tư vấn cho chị ý như em vậy đó Chị kiên trì dùng nữ vương niu á Cho đến khi mà hết viêm nhiễm á, thì chị mới có bầu giờ chị mang thai cũng yên tâm hơn em ạ à, vì những cái triệu chứng mà của viêm lộ tuyến của tử cung đã hết rồi cho nên là mẹ khỏe em bé khỏe em ạ à. <laughs> em chúc mừng chị nha xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ hà và thưa quý vị chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng nữ vương niêu tránh xa bệnh viêm nhiễm phụ khoa dai dặn của dược phẩm vinh gia đã đồng hành cùng với chương trình này và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng đặt câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn cước đó chính là số điện thoại 800 55 hoặc số điện thoại 24 7, đó chính là 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi cho chúng tôi câu hỏi qua địa chỉ email, đó là sống khỏe a à bác sĩ tư vấn.vn hoặc truy cập vào website bác sĩ tư vấn.vn. Lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nữ Phương Niu giúp cho em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.